Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa chủ tọa phiên họp. Kính thưa đồng bào và cử tri cả nước. Căn cứ quy định của hiến pháp, pháp luật và tình hình thực tiễn, sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, trách nhiệm và quyết tâm cao, hôm nay, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ 5 để xem xét quyết định 4 nội dung rất quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, các tổ chức tín dụng và kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đến tham dự phiên khai mạc kỳ họp, về phía khách mời và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng. Các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương. Về phía Quốc hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, đồng chí Nguyễn Đức Hải, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, các vị đại biểu Quốc hội thuộc 63 đoàn đại biểu Quốc hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự và đưa tin về kỳ họp bất thường lần thứ 5 có các phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu Quốc hội đã về đông đủ tham dự kỳ họp. Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành phiên họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa Quốc hội, kính thưa cử tri và nhân dân cả nước.
Phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 xin được phép bắt đầu. Phiên họp đang được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình quốc gia và truyền hình Quốc hội. Theo chương trình của kỳ họp, xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa các vị khách quý, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đã về dự phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Kính thưa Quốc hội, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15, để xem xét quyết định những nội dung quan trọng sau đây. Thứ nhất, về dự án luật đất đai sửa đổi. Luật đất đai là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước, đã được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp của Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại 2 phiên họp vào tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đến nay, dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm nội dung của Nghị quyết 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, cho ý kiến về dự án luật, tập trung vào những vấn đề lớn, những vấn đề quan trọng đã được nêu trong báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chất lượng cao nhất và xem xét biểu quyết thông qua tại kỳ họp này. Thứ hai, về dự án luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, bám sát yêu cầu cơ cấu lại, nâng cao năng lực hiệu quả của hệ thống tổ chức tín dụng theo đúng chủ trương của Đảng và nghị quyết của Quốc hội. Cơ quan chủ trì thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và Chính phủ tập trung chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến xử lý tình trạng sở hữu chéo, hạn chế việc chi phối
thao túng các tổ chức tín dụng, quy định minh bạch về cơ chế tài chính, hạch toán quản trị các tổ chức tín dụng, vấn đề can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo các khoản nợ xấu, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước quản lý các cấp, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng, các điều khoản chuyển tiếp và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, vân vân. Dự thảo luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kỹ lưỡng hai lần tại phiên họp thứ 29 tháng 1 năm 2024. Sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 15 chương, 210 điều, tăng thêm 7 điều, chỉnh lý hầu hết các điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định. Dự án luật có nhiều nội dung chuyên môn có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu thận trọng, toàn diện, góp ý, hoàn thiện và xem xét để biểu quyết thông qua dự thảo luật, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, minh bạch, ổn định và bền vững của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng, phát triển theo đúng nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thông lệ chuẩn mực quốc tế phổ biến, nâng cao khả năng cạnh tranh, tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn rất quan trọng của nền kinh tế. Thứ ba, về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nghị quyết giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ hiệu quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào các nội dung chủ yếu là việc phân bổ giao dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hàng năm, việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, việc sử dụng ngân sách nhà nước trong trường hợp giao chủ dự án phát triển sản xuất tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, việc quy định cụ thể về quản lý sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, địa bàn phạm vi áp dụng quy định về ủy thác vốn tự cân đối của ngân sách địa phương qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, việc quy định cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện, quyết định danh mục cơ cấu phân bổ vốn ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các chương trình. Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề của Quốc hội và thực tiễn rất phong phú tại các bộ ngành và địa phương mình, đề nghị các đơn vị, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về nội dung và tính khả thi của từng quy định cụ thể trong dự thảo luật để hoàn thiện xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Thứ tư, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp bách về tài chính ngân sách, bao gồm: 1. Việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn, tương ứng với nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ và dự án đầu tư công. Thứ hai, việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia. Đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, nhân dân huyện đảo và của cả nước. Kính thưa Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và hướng tới đại hội 14 của Đảng. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 mà còn cả nhiệm kỳ và có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét và quyết định. Với khí thế mới và quyết tâm mới, đón chào năm mới 2024, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin trân trọng gửi tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và chiến sĩ cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.